Tối ngày 15 tháng 6 năm 2024, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Ban chỉ đạo Hội khỏe phụ động toàn quốc lần thứ 10, khu vực Nam năm 2024, long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe phụ động toàn quốc lần thứ 10, khu vực năm năm 2024. Đến dự có Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thanh Đề, Phó trưởng Ban chỉ đạo Hội khỏe phụ động toàn quốc lần thứ 10 năm 2024. Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục phía Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Thắng Lợi. Về phía tỉnh Bến Tre, có Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, trưởng ban chỉ đạo. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, trưởng ban chỉ đạo Hội khỏe phụ động toàn quốc lần thứ 10, khu vực Nam năm 2024 cho biết Thời gian qua, với trách nhiệm của địa phương, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Quỹ nhiệm đăng cai tổ chức hội khỏe phụ động khu vực Nam, tỉnh đã tập trung mọi điều kiện và quan tất công tác chuẩn bị để hội khỏe phụ động được diễn ra đúng kế hoạch. Hội khỏe phụ động toàn quốc lần thứ 10 năm 2024, khu vực Nam có sự tham gia của 1.795 vận động viên đến từ 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 11 môn gồm điền kinh, bơi lội, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, đá cầu, thể dục, kéo co và đẩy gậy. Phát biểu chỉ đạo chào mừng Hội khỏe phụ động toàn quốc lần thứ 10 khu vực Nam, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp quỹ đảng, chính quyền các địa phương, các cấp, các ngành, các trường, gia đình và xã hội trong việc phối hợp triển khai có hiệu quả công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây còn là dịp để các thầy cô giáo, các em vận động viên học sinh được giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ tổ chức, đánh giá thực trạng thể thao học đường. Hội khỏe phụ động cũng là cơ hội để lan tỏa thông điệp đến nhà trường, gia đình, cộng đồng xã hội nhằm chung tay vì sứ mệnh nâng cao thể chất, tầm dốc người Việt Nam. Sau phần nghi thức lễ khai mạc, là chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng với chủ đề khát giọng dương cao do trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh thực hiện